Tử vi thứ hai ngày 13 tháng 3 của 12 con giáp. Ngày mới của người tuổi Dần đón ngày thứ hai trong tâm trạng hân hoan vì nương tựa nhị hợp mộc cục, tài lộc dồi dào, các mối quan hệ xã giao hữu hảo, nâng bước sự nghiệp thêm thành công rực rỡ. Còn các con giáp khác sẽ đón chờ điều gì? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tuổi Tý. Ngày có âm dương hòa hợp đầy thủy thêm vượng, thủy tượng trưng cho tài lộc trong phong thủy, hứa hẹn tài lộc trong ngày khởi sắc, tình hình tài chính ổn định, thổi bay những áp lực tiền bạc đang đè nặng tâm trí bản mệnh. Bên cạnh đó, công việc tiến hành khá trôi chảy, người làm công ăn lương vẫn tiếp tục công việc thường ngày, nhưng có chút khác biệt là nhận tin vui vẻ về tiền lương hoặc thưởng. Sau bao ngày nỗ lực phấn đấu, cuối cùng bạn cũng có được thành quả như ý. Người kinh doanh buôn bán đầu tư sinh lãi, đơn hàng đến cửa, khách hàng hài hòa. Những khó khăn khiến bạn đau đầu giải quyết tới nay đã hoàn toàn chấm dứt, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài phóng khoáng. Tuổi Sửu. Ngày có âm khí vượng lại thêm thủy thổ cạnh tranh, người tuổi Sửu cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận những sự cố bất ngờ có thể xảy ra, gây cản trở cho tiến trình phát triển công việc sự nghiệp. Nhìn chung hôm nay là ngày khá vất vả đối với bản mệnh, việc nhiều phải xử lý không ngớt, trong khi đó sự cố lại phát sinh liên tiếp. Đòi hỏi tuổi Sửu luôn giữ vững tinh thần, đừng nản lòng trước bất cứ khó khăn, bởi mọi thứ đều có cách giải quyết. Vận trình sức khỏe ổn định nhưng đừng lơ là vì nền tảng thể lực của bạn không tốt. Có điều kiện thì nên tập thể dục đều đặn, đừng bỏ lịch tập. Có thể kết hợp đưa cả bố mẹ hoặc con nhỏ cùng tham gia hoạt động ngoài trời, vừa gắn kết gia đình lại khỏe khoắn. Tuổi Dần. Người tuổi Dần đón thứ hai trong tâm trạng hân hoan vì nương tựa nhị hợp mộc cục, tài lộc dồi dào, các mối quan hệ xã giao hữu hảo, nâng bước sự nghiệp thêm thành công rực rỡ. Tình cảm đón nhận tin vui bất ngờ, đào hoa phơi phới, công việc được nhị hợp quý nhân trợ giúp, việc khó biến dễ, chuyện phức tạp thành đơn giản. Mọi người xung quanh đều tâm phục khẩu phục với cách xử lý đó của bạn, từ đó uy tín càng thêm vững vàng, cơ hội thăng tiến rộng mở. Nhị hợp mộc cục thúc đẩy đào hoa vượng, kiếp FA sẽ chẳng thể đeo bám bạn được lâu. Nếu gặp người ưng ý, hãy quyết định thật nhanh, đừng để tuột khỏi tay cơ hội tốt. Cũng nhân cơ hội này, bạn chủ động làm lành với vợ chồng mình, đừng để giận nhau lâu rồi chuyện bé xé ra to. Tuổi Mão. Nhờ quý nhân bán hợp Mão Hợi hỗ trợ, mọi việc đều có thể đưa tới kết quả như ý muốn. Vận trình ngày của tuổi Mão hanh thông, làm việc lớn nhỏ gì đều thuận, công việc có tiến triển đột phá, bản mệnh biết cách tiết chế tham vọng, cư xử hài hòa, dễ dàng có được sự ủng hộ và trợ giúp của mọi người. Nếu bạn cần gì hãy trao đổi, đảm bảo bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Công việc trong ngày được tiến hành trôi chảy, ở cơ quan không khí vui vẻ, cấp trên chỉ bảo, cấp dưới ủng hộ. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này khẳng định vị trí bản thân, đồng thời tay trong tay ngoài kiếm thêm chút ít, nhưng lưu ý làm gì cũng cần lượng sức, đừng quá sức mà lao lực. Ngũ hành tương sinh báo hiệu tài lộc trôi chảy, có thể có tiền để mua nhà, mua xe hay thực hiện kế hoạch mới. Tuổi Mão vốn dĩ rất giỏi trong việc quản lý tài chính cùng với khoản tích lũy trước đó, bạn muốn làm gì cũng được, tất cả đều nằm trong tầm với của bạn. Tuổi Thìn. Tử vi hôm nay khởi sắc hơn nhiều so với hôm qua, Thìn thổ được Kỷ thổ tiếp sức thắng lại sức ảnh hưởng của Thủy, ngụ ý làm việc gì cũng được trợ lực, có quý nhân chống đỡ, tiền kiếm cũng nhiều hơn. Nhìn chung các mặt công việc tiền bạc ổn định. Bạn nên tự thưởng cho mình một tối xả hơi, tiêu tiền tụ tập hát hò ăn uống, cuộc sống không phải ngày nào cũng vất vả tất bật. Có những thời điểm bạn cần chăm chút cho bản thân, hôm nay chính là ngày đó. Mỗi quãng thời gian nhất định trong đời, bản mệnh sẽ gặp gỡ với những gương mặt khác nhau. Tuy duyên định đặt, đừng cố gượng ép bản thân phải thích một ai đó và cũng đừng vội từ chối tình cảm của người khác. Hãy để cho chính bản thân và người ấy có cơ hội hiểu nhau, tình yêu sẽ được ươm mầm từ đó. Tuổi Tỵ. Ngày thủy hỏa tương tranh, tuy người tuổi Tỵ kiếm được không ít tiền, tình hình tài chính cũng củng cố đôi phần, nhưng tứ hành xung gây cản trở, dễ vướng họa thị phi, bản mệnh cần ăn nói giữ mồm miệng. Đôi khi im lặng là vàng, đừng can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của người khác. Sự nghiệp ít nhiều bị quan hệ ngũ hành tương khắc gây hại, tiểu nhân gièm pha, nhưng chỉ là chuyện nhỏ, không đủ sức khiến bạn gục ngã. Nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan, hãy làm việc đàng hoàng, quang minh chính đại, không hổ thẹn với lương tâm, dù làm gì đi đâu bạn cũng sẽ luôn được mọi người ủng hộ. Tứ hành xung còn ảnh hưởng khá lớn tới phương diện tài lộc, thời điểm này tình hình tài chính của bạn chưa thực sự ổn định, vẫn nên tiết kiệm chi tiêu. Nếu có tiền dành để tích lũy ngân hàng hơn là đầu tư mạo hiểm, hoặc bạn có thể dùng tiền của mình trợ giúp gia đình làm việc thiện tích phúc đức.
Sức khỏe giảm sút, tuổi Tỵ dạo gần đây hay mất ngủ hoặc ngủ mơ thấy ác mộng khiến tinh thần lo lắng. Trước khi ngủ, bạn nên tập thể dục nhẹ nhàng, uống một ly nước ấm, giấc ngủ sẽ đến nhanh và sâu hơn. Tuổi Ngọ. Nhìn chung công việc trong ngày của tuổi Ngọ diễn ra trôi chảy, nhưng cũng vì những khúc mắc trong chuyện tình cảm chưa được giải quyết nên ảnh hưởng ít nhiều tới tinh thần làm việc. Đôi lúc bản mệnh thiếu tập trung vẫn phạm sai lầm ngớ ngẩn. Ngũ hành thủy hỏa tương khắc, đồng nghiệp có vẻ không vừa mắt bạn, chuyên gây khó dễ hoặc cố tình hãm hại. Trong trường hợp này, khuyên bạn nên nhu không nên cương, nhạy bén mà lèo lái sự việc thì mới có thể làm tốt công việc, giữ vững vị trí. Vận trình tình cảm có phần đi xuống, thủy hỏa tương khắc khiến hai bạn đấu khẩu, không ai chịu nhún nhường, không khí gia đình trầm lắng, không còn tươi tắn như xưa. Nếu được, bạn nên sắp xếp thời gian đưa cả nhà đi ăn tối hoặc tham gia hoạt động tập thể nào đó. Những khúc mắc sẽ dần được tháo gỡ khi mọi người có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi có một ngày nhàn hạ, sự nghiệp hanh thông bất ngờ, khó khăn sớm bị đẩy lùi vì được tam hợp cục che chở. Hãy lấy đây là điểm tựa vững vàng để bạn hạ quyết tâm thực hiện mơ ước sự nghiệp ấp ủ bấy lâu. Mới chân ướt chân ráo khởi nghiệp sẽ không tránh khỏi khó khăn, nhưng kiên trì làm tới cùng, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả nhất định. Đừng thấy khó mà nản chí. Thời gian này bản mệnh nên bắt tay hợp tác với người hợp tuổi như tuổi Mão, Hợi, mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất, cùng phát triển có lợi, tài lộc khá dồi dào. Người kinh doanh thì mua may bán đắt, dân văn phòng được lĩnh tiền thưởng hoặc được chia hoa hồng. Vợ chồng có chút to tiếng vì hiểu nhầm, hoài nghi khi có kẻ thứ ba xuất hiện. Tuy nhiên, tam hợp cục hài hòa giúp hai bạn sớm hóa giải mọi khúc mắc, tình cảm lại thêm gắn kết. Tuổi Thân. Ngày thứ hai của tuổi Thân nhàn hạ về mặt tài chính, tiền bạc rủng rỉnh, hết lại có, nhưng lại có dấu hiệu về sự cạnh tranh không công bằng. Làm gì bản mệnh cũng cần tỉ mỉ, thận trọng, đừng để kẻ xấu nắm được điểm yếu mà tắc oai tắc quái. Tình hình kinh doanh buôn bán lý tưởng, tuổi Thân vốn nhanh nhẹn, tháo vát, cư xử khéo léo. Tuy nhiên, khả năng quản lý tài chính của bạn chưa tốt, kiếm được tiền nên nhờ người thân quân sư cách quản lý tiền bạc, lãi mẹ sẽ đẻ lãi con, giàu càng thêm giàu. Dù tài lộc trong ngày rất khả quan nhưng không phải ai vay tiền cũng nên cho mượn đâu. Dấu hiệu đố kỵ cạnh tranh về tài lộc rõ như ban ngày, đừng vì cả nể mà hao tổn tiền của, tiền bạc một đi không trở lại. Tuổi Dậu. Vào buổi trưa, khả năng cao người tuổi Dậu sẽ nhận được tin vui về công việc hoặc tài lộc. Người đang tìm kiếm việc sẽ được thỏa nguyện, nhận được lời đề nghị làm việc của công ty lớn. Người kinh doanh buôn bán thu hoạch rất khá, công việc sự nghiệp có bước phát triển đáng kể. Bạn nhanh chóng hoàn thành hạng mục công việc được giao và đề xuất triển khai hạng mục mới. Không chỉ trở thành người nổi bật trong tập thể mà bạn còn tự nâng cao bản lĩnh, mở ra con đường mới cho tương lai. Ngũ hành kim thủy tương sinh, mâu thuẫn lứa đôi sớm được hóa giải. Sau mỗi lần cãi vã, cả hai thêm hiểu và rút kinh nghiệm để lần sau không phạm phải. Tuổi Tuất. Sức cạnh tranh và áp lực công việc của người tuổi Tuất ngày càng nhiều, bản mệnh lại khá tham vọng trong sự nghiệp, vì thế mà luôn thấy áp lực đè nặng trên đôi vai, cảm thấy cuộc sống nặng nề, bí bách. Hôm nay bạn không nên tiến hành hợp tác với đối tác là nữ, sẽ nảy sinh mâu thuẫn, sự cãi cự khiến bản thân rơi vào tình cảnh phiền phức, giờ khóc giờ cười. Sức khỏe của bản mệnh bình ổn, không có gì đáng lo, nhưng việc thức quá khuya không có lợi cho sức khỏe. Sử dụng các loại đồ uống chứa nhiều cồn, caffeine cũng nên hạn chế, bởi chúng đều không tốt cho cơ thể bạn. Tuổi Hợi. Hợi thủy tự hình, tâm trạng người tuổi Hợi đã kém vui, lại có điểm tiểu nhân quấy phá khiến bản mệnh dễ nổi giận, công việc trì trệ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Trong trường hợp này mà bạn không tiết chế cảm xúc, e rằng sẽ vướng vào rắc rối lớn, thậm chí là kiện tụng ra tòa mà phần thắng chưa chắc đã nghiêng về phía bạn. Người làm công ăn lương, công việc đều đều, kinh doanh buôn bán cũng chững lại, chưa thấy dấu hiệu khởi sắc, tiền có thu có chi, không túng thiếu nhưng cũng chẳng rủng rỉnh. Những ai hài lòng với hiện tại sẽ thấy cuộc sống bình ổn, nhưng với ai tham vọng, điều này sẽ khiến bạn không vui. Vận trình tình cảm giảm sút, tình yêu lứa đôi gặp không ít trục trặc, nguyên nhân chính vẫn là cả hai quá bận rộn với công việc, có ít thời gian bên nhau, thêm nữa, cái tôi của cả hai quá lớn nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tử Vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn một ngày mới gặp nhiều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau của Lịch Ngày Tốt.